Tất chân thư giãn văn phòng Relaxing Socks là loại tất thời trang mới có giãn 4 chiều, thoáng khí, lịch sự. Đặc biệt, tất theo định vị 8 vị trí thứ tự từ 1 đến 8. Bài ấn thiết kế đặc biệt thư giãn nhanh 1 phút, giúp thư giãn đầu óc, khí huyết lưu thông, tinh thần thoải mái. Relaxing Socks, giải pháp tuyệt vời để thư giãn tâm trí giờ giải lao. Truy cập relaxingsocks.com hoặc quét mã QR để đặt hàng và xem thêm các bài thư giãn sóng não được chuyên gia cập nhật mỗi ngày. Tòa văn phòng thông minh của Vingroup vận hành theo chứng chỉ xanh. Tòa tháp Technopark Tower đề cao môi trường làm việc chuẩn quốc tế, đảm bảo 3 tiêu chí xanh, thông minh về sức khỏe cho nhân viên trong tòa nhà. Technopark Tower nằm trong một thành phố thông minh Vinhome Ocean Park, Hà Nội. Tòa nhà này được kỳ vọng trở thành bệ phóng để gây dựng một trung tâm công nghệ mới ở phía Bắc, thu hút các công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và thế giới. Theo đại diện Vingroup, Technopark Tower hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết để nằm trong top 10 tòa nhà thông minh nhất thế giới. Cụ thể, tòa nhà vận hành theo các tiêu chí khắt khe của chứng chỉ LEED Platinum, cấp độ cao nhất của hệ thống xếp hạng uy tín toàn cầu nhằm đánh giá thiết kế và hiệu suất về môi trường xanh tại các công trình xây dựng do Hội đồng Xây dựng Xanh của Mỹ cấp. Đây là tiêu chuẩn quốc tế tiêu biểu trong lĩnh vực xây dựng, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường sống nhằm giữ chất lượng không khí lưu thông trong tòa nhà, vật liệu phát xạ ở mức thấp. Thống kê cho thấy, toàn thế giới hiện có hơn 79.000 dự án trên 160 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia nhận chứng chỉ LEED với tổng diện tích lên tới 1,35 tỷ m2. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 5% dự án đạt chứng chỉ cấp độ cao nhất. Trong số 10 tòa nhà thông minh nhất thế giới thì có 7 tòa nhà đã đạt chứng nhận LEED Platinum. Theo USGBC, Hội đồng Công trình Xanh của Mỹ, giai đoạn 2015-2018, các tòa nhà nhận chứng chỉ này giúp tiết kiệm khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ cho năng lượng, 149,5 triệu đô la Mỹ nước, 715,3 triệu đô la Mỹ phí bảo trì và 54,2 triệu đô la Mỹ chất thải. Chủ đầu tư cho biết, không chỉ góp phần quan trọng trong việc tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, các tính năng theo tiêu chí LEED Platinum của Technopark Tower còn đề cao môi trường làm việc chuẩn quốc tế, đảm bảo 3 tiêu chí xanh, thông minh vì sức khỏe cho nhân viên trong tòa nhà. Tòa tháp có mật độ cây xanh lên tới 25% và 30% cho không gian mở. Toàn bộ tòa văn phòng độc bọc kính hộp lâu y dài 26mm, trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời, tái sử dụng nước mưa để tưới cây, vệ sinh giúp tối ưu chi phí năng lượng. Ở bãi đỗ xe, một hệ thống trạm sạc xe điện được lắp đặt nhằm khuyến khích sử dụng phương tiện sử dụng năng lượng điện, thúc đẩy hình thành phong cách sống xanh. Technopark Tower được đóng dấu thông minh thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật cho vận hành và quản lý. Mọi hoạt động của các nhân viên làm việc tại Technopark Tower được tối giản nhằm tiết kiệm thời gian. Điển hình là tính năng Smart Parking tích hợp trong ứng dụng nhân viên cho phép dẫn đường và tìm kiếm vị trí đỗ xe. Hệ thống tự động nhận diện khuôn mặt và biển số xe cho các thuê bao hàng tháng, xe vào, ra không dừng, tiết kiệm thời gian xếp hàng và nhân sự vận hành. Chú trọng tới sức khỏe của các nhân viên làm việc tại tòa nhà, Technopark Tower trang bị hệ thống cấp gió tươi hoạt động tự động theo tín hiệu từ cảm biến CO2 đặt trong văn phòng. Hệ thống hút khí thải tầng hầm hoạt động tự động theo tín hiệu cảm biến CO, FCO, hoạt động theo cảm biến nhiệt độ tích hợp tại bộ điều chỉnh nhiệt. Chủ đầu tư cũng lắp đặt hệ thống phòng tắm phục vụ người đi xe đạp ngay tại bãi đỗ xe, bởi nhiều người nước ngoài có thói quen đạp xe khi đi làm hoặc đi lại trong khuôn viên. Tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất đại đô thị Vinhome Ocean Park, hội tụ đầy đủ các lợi thế tất cả trong một. Khi đi vào hoạt động, Technopark Tower kỳ vọng sẽ trở thành thung lũng silicon của Việt Nam. Technopark Tower là một phần trong định hướng trở thành tập đoàn công nghệ, công nghiệp, dịch vụ đẳng cấp quốc tế của Vingroup. 3 năm qua, tập đoàn này đã thực hiện hóa mục tiêu bằng việc ra mắt một loạt các sản phẩm chứa đựng hàm lượng chất xám cao giới thiệu với cộng đồng trong nước và quốc tế như xe hơi VinFast được Autobus, ra mắt 3 mẫu ô tô điện thông minh tự hành đầu tiên là VF E34, VF E35 và VF E36. Trong đó, mẫu VF E35 và VF E36 sẽ được bán ra thị trường Mỹ. Ngoài ra, thì phần điện thoại thông minh, phân khúc phổ thông chiếm 16,7% sau 15 tháng ra mắt, vào top 3 thương hiệu smartphone có thị phần lớn nhất tại Việt Nam. Hiện 3 mẫu điện thoại AT&T đã có mặt tại Mỹ. Theo VnExpress.net, Đầu Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.